Cả nhà ơi, mình đã đi tới một cái nơi mà mình bắt chước ở cả nhà. Cả nhà ơi, đây là chuyến vượt ngang nha mọi người. Đó mọi người ơi, thấy không? Đâm nó nãy giờ nó mới ra mọi người. Cái này chút quá trời luôn mọi người. Đó chỗ này cái con ơi. Đây là một rổ mình bắt nè. Mình bắt hồi nãy. Xin chào tất cả mọi người nha. Cả nhà ơi, hôm nay thì mình lại có một cái món ăn rất là đặc biệt nữa. Thì mình sẽ đi bắt cái con ốc gọi là ốc sông Kinh đó. Đó. Thì con này cũng thường thường người ta gọi là bồ ngư đá nha. Nó giống con bồ ngư đá đó, nhưng mà cái chất lượng sản phẩm đó, nói chung là cái chất lượng nó cũng không thua kém như con bồ ngư đâu. Thì mình sẽ cùng với mấy đứa em mình nó đi bắt cái con ốc sông Kinh này về để mà mình làm gỏi cho cả nhà cùng xem nha. Bây giờ là mình sẽ đi bắt cái con ốc sông Kinh về cho mọi người cùng thưởng thức với mình nha. Thì hôm nay thì mình sẽ bắt nó về để mà mình làm món gỏi cho cả nhà cùng xem thử cái món này nó như thế nào và ăn ra làm sao cả nhà. Đó. Thì cái con này là mình đã từng quay cho mọi người xem rồi, bây giờ là mình sẽ đi bắt thêm cho cả nhà coi thử nha. Thì mình đã chuẩn bị đủ chân rồi. Phải lấy xe chạy vào bên kia mới được. Ây da. Đó. Giờ mình đi thôi mọi người ạ. Cả nhà ơi, mình đã đi tới một cái nơi mà mình bắt chước ở cả nhà. Ở đây rất là nhiều nha. Đó, mình đang ở ngay chỗ cái cảnh rất là đẹp đó mọi người, thấy không? Xung quanh mình rất là nhiều cây dừa với lại rất là đẹp. Nếu mà ai đã tới Nam Du này thì cả nhà biết ha. Nói chung bây giờ rất là nắng cả nhà. Mình sẽ ngồi trong vòng cỡ gần một tiếng đi để cho nắng nó dịu dịu xuống rồi mình đi bắt chước nha. Đó. Rồi giờ mình cạo ra mình chế biến một cái món gỏi cho thật ngon. Thank you.
nhà ơi. Đây là trứng mực nang nha mọi người. Đó, trứng này mọi người thấy không? Đó, ai mà dân biển hay là những người nào mà đã từng ở biển á thì biết được đây là trứng mực nang nha. Ôi, nhiều không? Đó, này là mình mới xuống biển thấy được đây nè cả nhà. Cái này chắc cũng cỡ hơn 100 con không? Cả đó. Hơn 100 con. Gần nó gần nở không? Gần nở. Thả nó về đi về bữa cho nó lớn lên. Thả nó về biển đi để mà cho nó. Giờ là mình sẽ đi bắt ốc nha mọi người. Đó, mình bắt ốc rồi. Con cá mà mày làm như con gì mà đâm nó. Đi qua tới đó, đi qua tới đó thì mới có chút bên đó mới nhiều. Đi qua đó dành đi. Ở đây thì có mấy ốc này nè. Đi qua đây xa xa thôi. Nói chung là rất là nắng thì mình đi cái này là đi để trải nghiệm với lại đi bắt mấy con trúc này về. Cái này gọi là trúc nha cả nhà, ở biển thì ta gọi là trúc đó. Thì rất là nắng nên mình phải bịt mặt này kia cho nó đỡ đen thôi. Thì mình sẽ cố gắng làm sao bắt được trúc ngày hôm nay bao nhiêu mọi người. Hôm nay nước cạn thì thường buổi trước mình bắt ít cũng phải cỡ hơn ký cả nhà, cái con trúc này nè. Giờ mình bắt ha. Ốc bi nè mọi người. Đó, mọi người thấy không? Mình đã bắt được một con ốc bi. À, đây gọi là ốc bạc trăng nha cả nhà. Đó. Bắt được con này rồi. À, hào quá trời luôn mọi người. Giờ không thấy một chút nằm đâu hết. Mọi người, đây là con trúc này mọi người thấy không? Thấy nó thấy cứng không? Mình phải dùng cái cây hoặc là cái chĩa gì đó mình đâm nó lên nha. Đó. Con này chất dinh dưỡng rất là cao, cái chất dinh dưỡng của nó thì cũng bằng bào ngư mọi người. Thì mình thấy trên mạng nó nói vậy.
mình đây là những cây tảo, những cây rong rêu nè cả nhà thấy không đó. Mình đó còn hào nữa, hào đóng mọi người, hào này hào thiên nhiên ăn mới ngon nè, mới tốt đó mọi người ơi, thấy không, đâm nó nãy giờ nó mới ra mọi người. Ôi quá trời ngon cái cạn bự mọi người ơi. Cả nhà ơi, mình thấy một ổ, một chỗ mà nhiều lắm cả nhà, để cho mình, để cho cả nhà xem nha. Một chỗ mà tới gần 10 con, 10 con, 10 con chút. Đó, cả nhà thấy không? Chạy vô chi luôn mày. Này mọi người, mình bắt được rồi nè, thấy không? Nói chung là cũng không có khó khăn gì đâu. Nhìn sao, nói chung là mình nhìn con nào mà dễ lấy thì lấy ha. Bự lắm nha. Ôi cả nhà thấy không? Đó. Nói chung là con cua này bự lắm rồi nha. Bây giờ để anh em, để mấy đứa em mình lấy ra cho mọi người xem không? Anh em mình lấy ra nè, tại vì nó cứng lắm mọi người. Cái con này quan trọng là cái cạn đó nha mọi người, cái cạn rất là ngon nha. Đó, đây là con cua gọi là cua lông. Cũng có thể gọi là cua đá đó nha cả nhà. Nhưng mà cái này còn có là bự hơn nữa nha. Đặt tay đặt nhỏ không? Đó, thọc tay vô lấy. Con này là bự lắm mà cả nhà ơi. Phải lấy chĩa mà đâm nó ra mới được. Hai con luôn, được hai con luôn. Cả nhà ơi, bây giờ mới đâm được một con cua lông bự nè cả nhà. Thấy ghê không? Bự ghê không? Đó. Mới đâm được con cua lông nè. Cái càng nó bự ghê cả nhà ơi. Ở mình là cỡ này là bự ghê lắm rồi nè. Thôi bây giờ mình đi kiếm thêm mấy con chút nữa về mình làm gỏi ăn nha. Này chút quá trời luôn mọi người. Ở chỗ này cái con ốc sông kinh này nó quá nhiều luôn. Không? À, một chỗ mà 4 5 con, 10 con luôn cả nhà. Thấy không? Quá trời nhiều luôn. Bây giờ. Đó, ốc này nhiều thấy không? Cái con này người ta gọi là con ốc luôn mọi người. Này gọi là ốc sông kinh nha. Đó bây giờ để mình cải nó ra ha. Thôi bây giờ mình sẽ về bắt đầu mình trộn nước sôi rồi mình chế biến ha.
Thôi giờ mình đi tắm cái đi, rồi cái mình chạy về nhà mình chế biến con này như thế nào, rồi mình sẽ cạo ra những cái nhà. Nói chung con này cũng dễ ăn và cũng dễ làm lắm cả nhà ơi. Bây giờ mình đi tắm nha. Thấy không? Đó. Bắt được như này cả nhà. Nói chung là mình cũng thao nó. Đây là một rổ mình bắt nè. Mình bắt hồi nãy giờ. Đó. Ốc này nhiều lắm mọi người. Nói chung là mình sẽ về dùng nước sôi mình trụng sơ qua rồi mình cạo ha mọi người cả nhà. Đó. Chịu khó cạo thôi, làm rồi mình chế biến mình ăn thôi. Rồi, vậy nha. Đây gọi là ốc sông Kinh, còn ở đảo thì gọi là con trúc, có người thì gọi là bào ngư đá. Đó, bạn mình bắt rất là nhiều hào để cho mình ăn. Nhìn thấy không? Buồn cười. Hào này rất là ngon nha, chịu khó bắt thêm một chai nữa là ngon lành. Đó. Ăn rất là bổ luôn cả nhà. Giờ chịu khó rửa cho sẽ nó thôi. Thì nó có thể ăn sống lại mình tái chanh. Có cháo. Trời mệt với lại lội gành lội suối như kia quá trời nhức cái chân luôn, trời bị té nữa chứ. Rồi bây giờ mình sẽ đi ngâm mấy cái hải sản này nha mọi người, rồi sau đó cái mình bắt đầu cạo nha. Đây này cả nhà, đó mình đã đem đi ngâm cho nó sạch sẽ, cho nó ba ra cái rong cát này kia cho sạch nha mọi người. Đây mấy con này thì mình cũng ngâm ba cái nước lại cho sạch nha mọi người. Còn hào này thì một lát nữa mình sẽ dùng rổ để mình vớt ba cái này ra cho sạch, cho nó chắc mấy kia gà hết đi ha mọi người, tại vì khi mình đập á nó còn ba cái miễn ở trong này nè, dơ lắm đó, còn miễn mọi người cứng lắm. Hào này phải coi cho kỹ càng chứ phải ăn mà dơ ba cái miễn sóc dơ người không tốt. Cái này rửa hơi bị lâu nha đó. Còn mấy cái này thì mình sẽ đi tắm sạch sẽ ha, rồi đầu cái mình sẽ bắt đầu bắt nước sôi lên và cạo. Bây giờ Sinh đã bắt nước sôi xong rồi, nó đã chín rồi. Cái con này là mình phải dùng nước sôi thì mình trụng nó mới cạo ra được cả nhà. Đó. Thì ban đêm thì mình sẽ không thể nào quay mình ăn uống hay là mình làm. Thì nói chung là mình sẽ quay những cái vệ sinh này kia, tất cả sạch sẽ cái con ốc sông Kinh này cho mọi người cùng xem nha. Đó, bây giờ mình sẽ bắt đầu làm sạch nó nha cả nhà. Rồi bắt đầu ngày mai mình sẽ làm gỏi tái chanh. Nói chung là mình cố mức có làm gỏi tái chanh được không anh, thì mình sẽ cố gắng làm thử cho mọi người cùng xem. Rồi nếu mà không được á, nếu mà mình nhắm không được thì mình sẽ chuyển qua một cái món ăn mới cho mọi người cùng xem ha. Thì nó cái loại này thì mình làm nhiều lắm. Thì để nói chung trước mắt là mình sẽ cố gắng cạo cho sạch sẽ mọi thứ, rồi sau đó mình sẽ làm gỏi ha.
thì nói chung là mình sẽ thử coi cái món làm gỏi ngon hay không, thì nó cũng tương tự như cái lỗ tai heo thôi đó. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm việc á. Đó, rồi lấy cái kéo đi, xui nó đây. Đó. Đây là nước nóng không rồi, mình sẽ chuẩn sôi qua ngầu rồi đó. Thấy không, bươi lên. Em cái muỗng này chứ không, cho mình cái kéo này. Chụm mình em nước chụm mạnh luôn. Chụm mạnh lên, chụm mạnh lên. Giờ mình sẽ để nó qua nước sôi, ha, cho nước sôi, sôi xong rồi cái... Đừng có để lâu quá mọi người, để lâu quá nó cứng, khó cạo lắm. Múc ca nước đi đạt thôi. Đại múc ca nước đi cho nó ngủ. Rồi vô đây ha. Cho đặt cái lỗ. Rồi bỏ đây đi. Đổ lỗ cái tên, đổ thật. Đổ cái tên. Rồi cạo đi, cạo đi. Cạo thử con đi. Biết làm không? Bỏ trên ghế đi. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ cạo. Ok. Được không? Nè. Làm cho nó sôi lên. Bây giờ mấy em cứ cạo lại cho anh đi. Nha. Cái bún cạo nhanh hơn không? Trước chị Nhung không biết cạo hả? Nói chung em... cạo một dao này. Okay. Anh thấy cạo cũng nhanh. Sao đâu? Cả nhà, bây giờ mình đã làm xong tất cả mọi thứ rồi, chung rất là mệt mọi người, quá trời, nhưng mà nó cũng hơi khó một xíu, lại buổi tối mũi chích hơn. Thôi bây giờ mình sẽ sắt nó ra, làm rửa sạch chưa rồi sắt nó ra rồi mình để trong tủ lạnh, ngày mai mình sẽ bắt đầu bóc gỏi cho mọi người cùng xem nha. Giờ xong rồi mọi người, mình đã sắt xong rồi. À, nó giống cái da heo đó mọi người thấy không, nó y chang da heo đó. Thì ngày mai mình sẽ bóc gỏi nha, để mình thưởng thức thử cái món này như thế nào cả nhà. Mình thấy trên mạng là người ta nói là cái loại sản phẩm này á là nó ngon bằng bầu ngư mọi người. Cái loại này nó ngon như chất lượng của nó giống như là bầu ngư đó, ăn rất là ngon nha. Thì để mình bóp gỏi thử coi là nó sẽ như thế nào. Mình thấy nó giống như da heo mọi người, tại vì mình từng ăn qua nó rồi mình biết. Mình sẽ để tủ lạnh nha. Các nhà cùng thưởng thức với mình cái món hải sản xào quầy này nha cả nhà. Nói chung mình cũng không biết nói gì giờ, nói chung là đây là cái món ramen. Hải sản tổng hợp. Giờ mình sẽ ăn thôi mọi người. Đây là những cái số cua mà hồi chiều mình bắt á. Lại ốc thôi.
mình ăn nha. Ngon quá. Mọi người ơi, cả nhà ơi, xin vừa mới đi mua một ít đồ về để mà mình bắp gỏi nè cả nhà. Mình có mua cái bắp chuối ha, với lại rau muống. Giờ mình sẽ đem vô mình rửa và bắt đầu mình sẽ bắp gỏi cái con chuốt này nha. Thì tên gọi của nó là ốc sông kinh ở trên mạng á cả nhà. Mình nghe trên mạng nói là nó tên là ốc sông kinh đó. Còn ở đảo thì thường thường người ta gọi nó là con chuốt. Giờ vô bắp gỏi thử xem sao nha. Nãy giờ quá mệt mỏi luôn cả nhà. Nói chung là mình đã bóp gỏi xong hết chân rồi. Đó, thì mình sẽ mời cả nhà cùng bắt đầu với mình thưởng thức cái món gỏi đặc biệt này nha. Là cái con ốc sông kinh này. Rồi mình bắt đầu ra sàn và thưởng thức ăn thôi. Bây giờ mình mời cả nhà cùng bắt đầu thưởng thức với mình cái món này cả nhà ơi, ăn thôi. Giờ mình ăn nha.
ngon không? Ăn giống xi gom không? Nó như da heo mà. Được không? Tao mới ăn thấy được không? Chén nước chén út như đâu rồi? Lấy cho bà ăn chén thôi. Dài quá. Ngon. Nước mắm này lỏng quá. Nó như là một cái lỗ tai heo cả nhà. Ăn rất là giòn mà ngon nha. Cái loại này cái chất dinh dưỡng nó rất là cao cả nhà. Thì mình thấy trên mạng nói là cái con ốc sông Kinh này nè. Cái con ốc sông Kinh này nè. Và nó rất là ngon, với lại nó rất là dai. Nó chỉ cực ở chỗ là mình cạo này kia rồi mình làm vệ sinh này kia nó hơi cực thôi, chứ thật sự ăn nó rất là ngon, nó như một cái lỗ tai heo vậy đó. Nó dai hàng tròn. Rất ngon mọi người. Cái này á, mà mình tính ra sau này mình làm một cái món rame á cả nhà. Để thử coi như thế nào. Thì hồi tối mình có rame một lần rồi, rất là ngon. Ngon lắm mọi người đó. Rất là ngon mọi người. Cái chất dinh dưỡng của nó là nó gần bằng cái con bào ngư của mình luôn á cả nhà. Thì mình thấy trên mạng người ta nói như vậy. Thì mình thấy nó rất là ngon. Nói chung là mọi người cứ thưởng thức thử cái món này đi. Tại cái loại ốc này á, ít người biết đến lắm đó. Chỉ có những người dân biển ta sẽ biết cái con này thôi. Ăn kiếm thôi mọi người, ngon quá. Mà da là cái con liều một cột á. Đúng rồi, một cột siêu to khổng lồ luôn. Chăng mới đã, tí hon làm gì vậy? Em cũng lấy về em ăn. Rồi mọi người nha, mời cả nhà. Ngon quá cả nhà. Ăn mà nó kêu sực vậy đó. Đi chăng vào lỗ tai heo vậy đó. Cả nhà mà có làm cái con này á, nhớ là đừng có trụng nước sôi quá lâu nha, nó sẽ cứng đi rồi mình khó cạo hai bên rong nó lắm. Mình trụng nước qua thôi rồi sau đó là mình sẽ cạo ba cái kia ra rất là mau, chứ đừng có để lâm, đừng có ngâm lâu, rồi để lâu quá thì khó lấy lắm cả nhà đó. Rồi cả nhà thấy nếu mà
cái lường ở trên đó mà lấy không ra thì cả nhà trụng thêm một lần nữa đấy nha. Thôi bây giờ mình xin kết thúc cái video tại đây. Nói chung là đây là một cái món ăn rất là giàu dinh dưỡng cho mọi người, và nói chung là tất cả mọi người luôn, người bầu hay là trẻ em gì đó, đặc biệt là trẻ em và người bầu, ăn rất là dinh dưỡng nha mọi người, cái chất dinh dưỡng rất là cao đó. Thì cả nhà lên mạng coi đi thì sẽ thấy rất là ngon và dinh dưỡng, cực là cực cái cạo với lại mình đi bắt đó thôi đó. Mình không biết là trên thị trường có bán hay không, nhưng mà ở đảo mình rất là nhiều cái loại này. Thôi bây giờ mình xin kết thúc tại đây. Nếu cả nhà thấy hay thì đừng quên nhớ nhấn đăng ký một like và chia sẻ cho kênh Cứu Sinh càng càng mạnh nha. Mình sẽ cố gắng quay thêm những cái món ăn thật là hấp dẫn và ngon lành cho cả nhà cùng thưởng thức nữa. Bye bye, xin chào, hẹn gặp lại. Xin chào. Ngoại thương cháu nhiều cái mệt lắm. Cá nhồng nè mọi người, đó, tuyệt vời không? Đây là một cái đầu của cái con cá nhồng nha, đó, các bạn thấy không? Quá ngon hả cả nhà, cháy luôn cái đầu cá nhồng ngon ghê không?